chứ mùa đông mới là mùa của mình nha mọi người. Được cái mình cũng rất chịu khó thay đổi style từ QQ đến cả sexy, nhưng vai của mình thích nhất cũng chính là cái vai khiến mọi người biết đến mình nhiều nhất, chính là Kim Siêu Quần trong vai Bao Trừng, Hà Gia Kính trong vai Triển Chiêu và Mai Hương Makeup trong vai Lạnh Lùng Cục Xúc nha mọi người. Đã 3 năm rồi kể từ cái video Try to be cool girl của mình, từ hồi chân ướt chân ráo bước vào YouTube. Ủa tại sao lại phải cố gắng trở thành cool ngầu vậy? Nên hôm nay mình sẽ update cho mọi người cách make up như một cool girl đích thực, lạnh lùng từ đường hình cho đến đường tiếng như mình luôn nha. Và để match với cả concept này thì mình sẽ sử dụng cũng như review cho mọi người bộ sưu tập No Collection đến từ nhà Muji, một brand mà mình luôn mê từ nền cho đến kẻ mắt son tất tần tật luôn. Muji cũng rất chăm ra bộ sưu tập mới, update theo trend cũng như các thời điểm trong năm. Và điểm mạnh là mỗi bộ sưu tập lại mang một nét rất là khác nhau, không bị na ná, lơ lớ như các brand khác. Sưu tập No lần này sẽ được lấy cảm hứng từ những thước phim No cổ điển. Hình mẫu hiện đại cho bộ sưu tập này chính là Killer Woman đầy quyền lực, hình ảnh người phụ nữ hiện đại tiêu biểu phá vỡ mọi quy tắc chuẩn mực về cái đẹp, minh, độc lập, táo bạo và quyến rũ là những từ để miêu tả rõ nét nhất về cái bộ sưu tập lần này. Ủa? Ren đang tả mình hay sao ấy? Alo? Alo? Lấy cảm hứng từ những thước phim No những năm 1950 nên tông màu chủ đạo cho bộ sưu tập lần này sẽ là màu đen. Gọi là đen nhưng chất liệu lại là nhựa trong, tạo cảm giác cực kỳ sang trọng mà vẫn trẻ trung cá tính chứ không xi đèn đèn đâu mọi người. Bộ sưu tập lần này bao gồm 6 cây son Velvet Teen, 5 cây son thỏi, 2 bảng mắt, 1 bảng tạo khối và 1 cây mascara. Bắt đầu với lớp nền cũng không có gì mới mẻ cả, mọi người chỉ cần lưu ý là giữ ẩm trước khi make up vì thời tiết lạnh khô sẽ khiến lớp nền dễ bị cách khi hơn. Nhất là nhớ che khuyết điểm, nếu không các rãnh cười nếp nhăn sẽ dễ bị đọng lại phấn và càng lộ rõ hơn đó mọi người. Thời tiết có thể thay đổi nhưng việc tạo khối thì luôn luôn được lưu giữ như bản sắc văn hóa vậy. Dù cho mặt mình đợt này có bé thật nhưng thiếu tạo khối trông mặt cứ như là đường cao tốc vậy. Quá bằng phẳng ý mọi người, việc tạo khối không chỉ làm cho mặt chúng ta bé hơn mà còn khiến khuôn mặt có bố cục và tôn lên các đường nét hơn nữa. Mình sẽ sử dụng tạo khối Only One Compact trong bộ sưu tập No này luôn. Màu sắc được cân đối không quá lạnh hoặc không quá ấm nên rất hợp với tông da của người Việt Nam chúng mình. Còn có một ô highlight với cả chất phấn mịn và hạt nhũ siêu nhỏ, tạo cảm giác căng bóng, cực kỳ tự nhiên thôi, chứ không quá bắt sáng lùng lộn đâu nha mọi người. Hợp đi học, đi làm hàng ngày á. Mình sẽ skip qua bước kẻ lông mày và đi thẳng đến phần đánh mắt luôn nha. Bộ sưu tập sẽ có hai bảng mắt, đây là Cafe Noir và Your Mousse, với tông màu ấm và rất dễ dùng, sử dụng thì linh hoạt, make up nhẹ nhàng, lồng lộn smoky eye đều được. Có đủ màu base, màu nhấn, màu nhũ. Mình sẽ dùng màu nhạt nhất để đánh toàn bộ phần bầu mắt, xong sau đó lấy một chiếc cọ nhỏ hơn cũng dùng màu đó để đánh toàn bộ phần bọng mắt bên dưới. Nhớ là đánh thật sát vào bên chân mí mắt nhé. Xong sau đó sẽ dùng màu cam đậm hơn để đánh viền cái phần mí mắt bên trên. Hãy nhớ là blend nó ra bằng một chiếc cọ nhỏ để cái độ loang nó không bị quá lớn. Tiếp theo thì mình sẽ kẻ eyeliner bằng phấn mắt luôn. Mình sẽ sử dụng màu đậm nhất trong bảng mắt. Mình sẽ chấm qua nước hoặc là mọi người xịt cái xịt khoáng ý để cho cái eyeliner nó được rõ hơn. Mình sẽ kẻ một đường thật là mỏng thôi. Muốn có một cái nhìn sâu sắc, xoáy sâu vào người nhìn thì không thể thiếu mascara được nha mọi người. Với những người không có lông mi như mình mà thiếu mascara trông nó cứ bị cụt ý. Mascara trong bộ sưu tập lần này vốn dĩ là một cái phiên bản cải tiến từ dòng Volume Perm Mascara lần trước. Dòng cũ dùng cũng đã phê lắm rồi mà dòng mới thì không còn văn nào miêu tả nữa rồi. Mọi người thử mua về mà trải nghiệm rồi tả lại cho mình nghe xem nào. Chúng ta cùng gặp hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là 5 màu son trong bộ sưu tập son thỏi In The Lipstick lần này với giá trị chỉ hơn 100.000 thôi. Nhưng cái packaging thì lại trông như là hơn một củ vậy mọi người ạ. Với dòng son lipstick này thì hoàn toàn không có mùi gì hết và cũng sẽ không để lại stain gì ở trên môi luôn. Nhược điểm duy nhất của dòng son này cũng giống như những thải son lipstick khác thôi, đó chính là hãy nhớ tẩy da chết và giữ môi thật kỹ trước khi apply son nhé. Màu son đầu tiên có tên là NL1 Psychobe. Đây là một màu son lì với tông cam nút. Màu này sẽ hơi kén da một chút, tuy nhiên nếu như mà bạn nào thích đánh kiểu mix son thì chắc chắn phải mua màu này nha. Phải mua màu này đi ạ, vì cuối video thì mình sẽ mix màu này với cả một màu khác cực kỳ đỉnh luôn. Màu son thứ hai đó là màu Flashback Chili với cả màu đỏ cam ớt. Màu này làm mình nhớ lại những tháng ngày sống hết mình cho người yêu cũ. Tựu chung lại là một cảm giác khá là cay. Khác với các màu đỏ cam khác thì màu này khá trầm chứ không có bị rực quá. Chất son của dòng này thì khá là lì,
và không quá pigment đâu nha mọi người, nhưng sẽ cực kỳ hợp với bạn nào thích đánh lòng môi hoặc là thích blend viền giống mình. Những chất son kiểu này thì rất hợp để đánh kiểu MLBB và mình hoàn toàn có thể điều chỉnh độ đậm nhạt trên môi được ấy. Đây là một màu tông nâu cacao rất là đẹp. Đánh màu này lên xong thơm người yêu một cái thì có mà tiểu đường luôn mọi người ạ. Đã uống cacao lại còn uống buổi đêm nữa. Màu này lên môi cực kỳ sexy chứ không hề bị già đâu nha. Đây là một trong những màu thích nhất trong toàn bộ 5 màu son lipstick này. Trong tất cả các bộ sưu tập son thì sẽ luôn luôn có một màu son là màu đỏ lạnh. Và lần này chúng ta cùng đến với NL4. Sau khi đánh thỏi này xong, ngoài cực phẩm cho mặt mộc da, ngoài việc đánh vào một cái làm thêm 7 cái bóng đèn tuyếp dạng đông ấy, thì mình đảm bảo với mọi người đường vào tim em ôi băng giá luôn ấy. Đỏ lạnh mà. Màu NL5 này thì cũng khá là giống màu NL4. Tuy nhiên màu đỏ thì nó hơi trầm hơn một chút và nó nghiêng sang màu cánh hoa hồng khô ấy mọi người. Màu này thì cũng hợp với tất cả mọi tông da và cũng rất dễ đánh kể cả khi mọi người không make up. Nói chung nó không bị bánh bèo quá đâu, thế nên là nếu như bạn nào mà muốn hồng nhưng không bánh bèo thì mời các bạn mua thỏi son này. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với dòng son Velveteen. Lần này sẽ có thiết kế trụ vuông giống như các phiên bản trước, nhưng mình thật sự thích cái màu đen trắng của bộ sưu tập lần này, trông lực các mọi người. 6 màu mới của các tông hồng đỏ cam thì đều có chút xíu đất, cho hợp với cả thị hiếu hiện nay và cũng rất dễ dùng cho da châu Á của chúng mình nữa. Đầu tiên, V23 sẽ là một sắc nút nâu san hô. Màu này sẽ cần make up một chút nếu như bạn muốn có một look trong trẻo thơ ngây, còn make đậm lên thì lại tây tây xuất ngoại lắm nha mọi người. Màu san hô này thì không quá bị chói đâu, thế nên sẽ rất hợp da bạn nào từ trung bình cho đến trắng. Nếu mà bạn nào da ngăm thì hãy make up kỹ lên một chút. Velveteen nên dù ăn uống có trôi bớt thì vẫn để lại một cái lớp base màu nhẹ nhàng rất là xinh. Còn nếu môi chỉ dùng để cười chứ không hôn hít ăn uống thì son sẽ giữ được khá là lâu đó mọi người. Sao đâu, hôn xong trôi thì mình lại đánh lại. Gì chứ dăm ba thỏi son để đánh đổi lấy nụ hôn của chàng thì lại quá rẻ không mọi người. Chúng ta cùng đến với màu V24 Dusty Pink, hồng đất bụi phấn. Còn dễ tả hơn thì màu này là màu bánh bèo nha mọi người. Đánh một cái là thấy bánh bèo luôn cả rổ rồi. Tông này thì màu hơi kén da một chút nhưng sẽ rất hợp với bạn nào có tông da sáng. Do mình quay ở ngoài nắng thế nên là nó sẽ sáng hơn bình thường một chút. Còn nếu mà mọi người nhìn ở ngoài bình thường ý, thì mọi người sẽ thấy tông màu nó hơi trầm hơn một xíu, tại vì nó có tông đất mà. Nhưng nói chung bạn nào theo style công chúa, bánh bèo, tiểu thư thì đúng là màu này là must have cho mọi người đấy. Màu tiếp theo là màu đỏ thuần, hơi đất một xíu và cũng không bị đậm hay rực rỡ quá đâu. Dù là bộ sưu tập nào thì cũng sẽ luôn phải có những cái sắc đỏ basic như thế này. Vì có thể bạn đã có một màu na ná như thế này rồi, nhưng trong chiếc vỏ son đen tuyền bóng bẩy như thế này thì chưa. Ồ, thế là lại phải mua rồi. Surprise! Đây là màu mình thích nhất trong dòng son Velveteen lần này. Đây là một màu nâu đất có pha một chút base mauve. Màu này thì miêu tả đúng con người mình luôn đó mọi người, low và thâm. Màu này thì đang rất là hợp với cái thời tiết hiện tại, chưa quá lạnh nhưng mà vẫn hơi se se, hợp với mọi kiểu make up và outfit luôn, hoàn toàn không kén da nữa. Nhưng mà cũng nên nhấn nhá một chút xíu vào má nha. Tiếp theo sẽ là màu Open Brick. Màu này thì là màu cam gạch với một chút xíu đỏ để không bị xỉn da, nhưng cũng sẽ hơi xỉn răng một chút nếu như là bạn không có một hàm răng trắng. Chất là Velveteen nhà Merzy thì từ trước đến nay luôn tín rồi. Mình vừa apply thì đã để lại một cái lớp finish bóng nhẹ, nhưng chỉ cần bặm môi kỹ một chút và đợi một lúc thì son sẽ set luôn ở trên môi. Màu cuối cùng trong bộ sưu tập In The Velveteen lần này là màu 28. Màu này thì nó bị giống cảm giác của mình khi thấy trai đẹp đó mọi người. Khó tả, nó vừa cam vừa nâu lại còn một xíu hồng, kết hợp thành một màu rồi nói chung là ngon. Đây chắc cũng sẽ là màu dễ dùng và dễ chọn nhất nếu bạn phân vân không biết mua màu nào trong bộ sưu tập lần này. Và cuối cùng, đây là một cái chuyên mục mà sẽ chỉ có trong video của mình thôi. Mình sẽ hướng dẫn mọi người 3 cách mix son từ các thỏi son đến từ nhà Merzy. Đây là 3 cách mix mà mình cảm thấy nó hợp lý nhất.
Nếu mà mọi người có cách mix nào nữa thì nhớ comment cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này và đừng quên kết nối với mình nhiều hơn ở Instagram My Hương Makeup nha. Cũng đừng quên comment xem bạn thích thảo săn nào nhất, bởi vì biết đâu được bạn sẽ sắp nhận được nó rồi. Đấy gọi là luật hấp dẫn đấy mọi người. Bye bye, hẹn mọi người trong video sau.